sau khi mua hải sản thì mình chạy dọc theo bờ biển Sầm Sơn nha. Đây là Sầm Sơn của Thanh Hóa. Mình chọn một cái điểm này hết sức là lý thời tưởng để mình hạ neo xuống tắm biển, nấu đồ hải sản ăn và tắm biển. Đây giống như cái hà, một cái khu này có nhà hàng nhưng mà bị Covid này, giống như bỏ hoang. Nguyên cái khu này nếu mà không có Covid là rất là phát triển, rất là đẹp. Hello, mới tới à? Đây, cái này có chỗ xuống luôn. Bãi biển rất là vắng người. Đó. Nguyên cái khu này nhà hàng resort rất là sang trọng mà Covid nên không một bóng người luôn. Đấy, mình chọn chỗ này để mình nấu nướng, mình ăn uống. Xuống biển đi, xuống đây có nghêu sọt hết nè. Rồi tới vai trò của mẹ nha. Bé dịch với bé gấu à. Tới mẹ chỗ Tài đi. Chắc phải bắt bàn rồi ha. Ok. Nghêu à, con cua. Dạ con gì biết, con hỏi nó coi con gì. Ai coi chừng chân té nghe. Quá trời luôn, con gì hả? À giống con cua con ơi. Hả? Giống con. Trong đó có hồ bơi luôn. Giờ có thấy có hai công nhân đang dọn lại, đang chắc chuẩn bị hoạt động lại để Covid. Nó nguyên cái khu này nè. Đó, nhìn thấy con gì hả? Giống tâm tích hả? Đúng rồi. Giống tích. Cái này là nhiêu? Solo. 150 hả? Ừ. Sao nó kêu con bài bài ta? Thì con tâm tích thì đây kêu bài bài. Mình kêu con tâm. Mỗi nơi mỗi kêu. Mình kêu con tâm tích hả? Ừ, mình ở với mình thì kêu con tâm tích. Con này ăn phải có cái kéo. Đây, sản phẩm. Đây, mình triển khai nha. À, mình đã có một cái bàn. Cái bàn ngồi vậy ăn quy biển là hết ý luôn. Gì? Mới rửa hả? Ui. Ký mấy? 2 ký hả? 2 ký 4 hả? 2 ký 4. Hái lựa là nhiêu? Lựa là 250 ký. Cuối cùng 3 triệu. Không, em đòi 200 mà không chịu. Bán solo chơi vậy đó. Bắt nồi cơm chưa? Ăn đi, à, nấu ăn xong rồi mình tắm biển. Nước lạnh không? Đâu có xuống dưới đâu biết. Nước biển thì hơi độc, không được trong xanh. Hai đứa nó xuống nè, sướng không? Hai đứa đi chơi nè. Tới chỗ coi, xuống biển chơi. Cha thì chạy, mẹ thì nấu nướng. Cha làm tài xế xuống. Mẹ thì phục vụ ăn uống quần áo. Hai đứa con chỉ có chơi vậy. Mà
bãi biển rất là vắng luôn. Đấy, mình hạ cái bàn xuống liền. Xe mình còn cái bàn nữa nha. Trên xe mình còn cái bàn nữa. Đấy, cái đít xe mình đó. Moto Charlie đó. Cá bông mú ở Sầm Sơn giá 150 một ký thôi nha. Cá tươi cá sống. Cá tươi cá lội, cá tươi anh nạp luôn, sống nhảy anh nạp luôn. Ở ngay bãi biển luôn, nó có một cái chợ nhỏ. Mình chạy dọc Sầm Sơn mình sẽ thấy cái chợ đó của người dân, người ta đang ấy lên. Ô, làm gì đó? Làm gì đó? Đắp đê hả, ngăn biển hả? Trời ơi. Cái đê thấy ghê quá ha. Chị Hai đâu? Chị Hai đâu? Ở ngoài kia có cái ghe đang đánh bắt luôn. Nguyên khu này là lác đác ghe nhóc. Có cái ghe đang cào quá giờ. Hay, hay gì mình bơi cái thuyền mình ra đó mình đi chạy lưới thôi. Nó cào đó có nghĩa là gần đây có cá. Sống ngoài đó không có bệnh. Sóng này nó nhẹ là sóng này nó dập cái thuyền đã mà lên nó chơi lên đền đã lắm. Này chú vịt, rồi chú vịt với chú gấu đang ngồi đi chơi nó bỏ một nồi cơm. Ây da nóng không? Ây da, ấy ấy da nóng. Ây da, đưa đưa. Nồi cơm đang nghi ngút khói nha. Ồ, một nồi tôm tích luôn. Tôm tích đỏ ao rồi. Trời ơi, cái này ăn vô quất đã luôn nè. Quất, quất, quất. Bị quất rồi, ăn không được. Chứ không phải quất là ngon. Cái nó ngon. Cái đầu kho chừa khứa là nấu chua đi. Phải xe nó không hư, mình chạy ra đi mua rau cũng được. Mình chưa nấu con chua cho nên là mình để tủ lạnh đó, mai nó không ngon. Nhưng mà mình chữa khứa, nếu mà mai mình nấu con chua mình kho lại ăn cũng được. Mình chiên cũng được. Đó, chiếc mô tô của mình đây. Đồ trên xe mình nó không có được gọn gàng như mấy cái xe của mấy anh em chụp lên nha. Nhưng mà được cái là đủ đồ sử dụng hết ra. Còn cái kia là nếu mà dọn xuống chụp hình thì nó cũng đẹp thôi. Mà điều nó sẽ không đủ phục vụ cho mình. Này là ba gọi gì? Ba gọi không khói. Rồi không khối của người của Tây Bắc. Bình thủy luôn à. Rau tập đầy đủ. Nấu cái này có cơm trái ăn cho đã nha. Nấu anh nhát xuống cơm đậy lại á, là hồi dở cơm trái ra nó ra hết trơn. Đấy, xe mình là có cái vòi nước để rửa chén. Cái vòi nhỏ bên đây là nước uống nha. Cái máy lọc, cái máy lọc ERO của Robot 4 triệu bạc. Loại 4 triệu á. Mình gắn trực tiếp lên luôn để mình sử dụng nước uống luôn. Thay vì mình phải mua cái bình 20 lít thì nó phiền rồi nó chiếm chỗ nữa, mình để cái đó vô trong cái hầm. Rồi mình câu dây trực tiếp luôn, mỗi lần uống là mở quanh này ra thôi. Chứ mua nước suối uống là thứ gì chịu nổi. Hôm qua lên tàu mua một chai nước suối nửa lít 20 ngàn. Còn nếu mà tập quá thì cũng 5 ngàn. Tập quá thì cũng 5 ngàn mà nó còn chai bự thì 10 ngàn. Nhưng mà cứ mua mình đi du lịch mà mình cứ ghé mua hoài thì nó cũng mất thời gian. Nước này có sẵn uống lúc nào uống, kết hợp chung với cái bồn cái chén luôn. Cái bếp rất là gọn. Hình như nước biển này đang ròng hay gì á. Đúng rồi, buổi sáng nó mới lớn, nước này đang ròng nè. Buổi sáng là vô tới rồi luôn nè. Mấy bà nãy bà bán cái không có khách cho bên tầm lại hai đầu hai cái sòng bài.
cái chị bán cá được cho mình nè, là chị đó là chị đi về, chị chạy xe Honda chị đi về, chị thấy em đi lên. Ừ. Thì chị mới hỏi là em có mua gì không, chị có bà chuẩn bị về hả? Ừ, bà chạy xe Honda bà đậu xích lắm đó. Cái em nói để em lên coi cái gì ngon thì em mua. Còn mấy cái ghe đó là nó không có cá hả? Hết nó rồi. Chỉ gỡ nó thôi. Nó buổi sáng rồi. Nó chỉ gỡ thôi. Cá rồi. Ừ. Giờ là gỡ lưới. Giờ gỡ ghét. Giờ xin lưới. Đúng rồi. Lưới nãy thấy nó cầm con cua. Thì con cua đó là còn sót lại, giống như là ghét, sót lại thôi chứ. Ừ. Gỡ bán là sáng hết rồi. Em hỏi hai ba ghe nữa. Rồi có ông đứng ngoài bà kia ngoài bà làm gì dưới cát. Ông đó là cát. Ông xúc mấy cái chai cho sạch để mình rượu một chiếc cho ông uống sạch cát đó cho nó sạch. À trời ơi tưởng đâu ông làm gì. Cái này nếu mà giống như bên Phú Quốc hay là mình xuống biển mình mò bên chỗ sau lưng nhà của anh Tư của anh Tám á. Nó cá còn nhiều lắm. Mò nghêu sò con ốc mượn hồn nhóc luôn, hôm đó mò một xô luôn. Anh nhìn thấy mò nè. Rồi xong rồi thả luôn. Đem về bán nè, cái đó ai cái đó đem về bán ở trường là đắt lắm á. 10.000 con. Cái cá này hồi nãy em lấy cái thôi rồi đi cái bà đó cũng mặn là con bỏ hết cái này luôn nè. Ừ và cái đó ngon thì chết. Bỏ cái mặt thôi, cá biển bỏ cái mặt với cái ruột có mẫu ruột ra thôi. Biển này ngặt cái là giờ này không có gió nha. Ở gần biển mà nghe có gió à. Chị hai chỉ đi đâu rồi tàu rồi, chị hai chỉ đi tốt gần kia luôn. Ở nhà này nó bắt trở lại rồi. Dán cái mạng để nó văng không? Dán, à, dán rồi, nó dán mạng ngoài. Chị ăn á là chị đòi ăn ốc hương. Nãy có ốc hương đó, em đậu ốc hương sao không mua? Thôi, nãy chừng ký vậy, ngán rồi hả? Nãy chừng ký vậy, rẻ hơn không? Chắc rẻ hơn nhiều quá. Không. Ốc hương chỗ em mua cũng 250, 300 con cũng tới. Nãy có hỏi thử không? Hồi nãy phải bán hết nhiêu đó, 250 đó, mà đâu có tới 1 ký đâu, thì nửa ký đâu mà. Mới đầu mới đòi 400 mà em nói. Đâu được mấy con nó tên con quỷ đó hả? Đâu con quỷ có mặt con quỷ là sao? Quan trọng là nó còn sống không? Còn đâu nó có ba con bự á, một con nghêu một con sò lông. Kìa con ốc mượn hồn nó lội ra kìa. Con bắt một đống ốc mượn hồn. Con mồi mồi á, con lấy cái gì con mồi mồi dưới á. Chà bá luôn à. Đi mở cửa trước lấy ra dép một ca đi. Trước từ từ con, nhiều lắm. Ý. Dính nước. Cảm ơn Biêu nha. Dạ. Mẹ cho đi kéo luôn mà. Nè, đây. Nè. Thầu ơi, cá bóng mú kho hành. Có tiêu không? Có, bỏ tiêu luôn rồi. Đầy đủ hết. Nồi cơm cháy. Có cái là không thích ăn ớt thì mình không bỏ ớt được. Để ăn trái riêng nguyên trái vậy. Anh ăn cho anh cắn. Cái em nồi em một có tủ lạnh này cho của anh đi. Hả? Lấy ra hả? Không có gió, ngay vào biển luôn mà không có gió.
gió làm như ngừng lại để cho ta ăn uống. Nhiệt độ này 20 độ rất là vừa tầm, không nóng không mát. Trời không, trời quang mây, không nóng không lạnh chứ lộn, lạnh quá cũng không được mà nóng quá cũng không được. 20 độ là rất ok. Trời không có nắng luôn. Trời không nắng không gió này tắm biển là đúng bài luôn. Tôm tích ngon không? Đưa nón này. Thôi đi. Trời nó tay dính tùm lum. Rồi đưa đưa cái dĩa đây, mày lấy cá nè. Đưa dĩa mày. Chín chưa? Chín. Ăn cái đầu, ừ, ăn cái đầu trước đi. Cái ruột nó chắc quất nữa quá. Gan, gan, gan cái bóng muối béo cực kỳ. Có muỗng chưa? Nước hả? Ăn cho chừng con tôm tích ăn coi chừng nó đâm tay nha, nó đâm miệng á, cắt nó, phải cắt nó, cắt biết cắt không, cắt cái ghìa ra biết không, cắt hai bên đó con, cắt hai bên nó đâm nó đứt tay đứt miệng luôn á. Hai bên này hả? Ừ, lấy kéo cắt dọc lên, cắt dọc lên, cắt hai bên rồi cắt lột ra. Ừ, cắt vậy đó, cắt sát vô trong nữa. Ô, con cắt nó văng tùm lum rồi, để mẹ xuống mẹ chỉ cho. Tiêu không? Cắt tiêu thêm không? Ý em cho miếng tiêu thêm. Thơm quá. Con cắt ngang, cắt ngang, cái con cắt ngang cái đuôi, cái con lột gà lại gà. Cắt sâu vô nữa chứ cắt đâu phải cắt cái gà vậy không? Ờ ừ, gần cắt ngang á. Cắt ngang quá, cắt nha. Ừ cắt ngang quá. Đúng rồi, rồi lột ra. Dính áo mình lum kìa. Chưa. Chà, nó tí xuống này gió lạnh nè. Nó không có gió mạnh nhưng mà nó sẽ lạnh. Rồi con dở ra, đúng rồi. Tét ra. Nắm cái đít với nắm cái phần trên tét ra. Ê, gớt cái chén. Rồi, cơm cái này. Mới vàng xong luôn. Ngồi bên bờ biển mà ăn uống nấu nướng trên xe nha. Một cục tàn sát giả mang. Tàn sát con tôm tích. Nó tươi mà sao thấy thịt nó bở bở vậy? Không có, tại vì cái son nó ốp à. Tôm tích này á, nó không có mập không? Ừ. Thịt nó không chắc. Nhưng mà nó rất là ngọt. Nó rất ngọt. Nè, biểu ra được thịt ngon kìa. Ừ. Nó lột được con nãy giờ mới thấy nó lột được con ngon. Ừ, mẹ. Hay mẹ lột à? Mẹ lột. Con cái gà. Mẹ cắt không à. Kìa nó lột được con ngon lạnh luôn đó. Ăn hết thôi nha, cái nước chấm đó anh nhìn nó tốt rồi. Trời ơi. Chấm rồi, từ từ thôi, ăn cho có văn quá chút rồi. Ăn cho có nghệ thuật chút xíu. Chắc tại con Bi hồi nãy nó cắt không tới, nên lấy ra nó bở.
cái bờ tường này chắc là nước lớn lên tới đây luôn nè, cái bờ đó ngăn nước lại. Thấy trên này là nước quá trời luôn nè, trời đâu có mưa đâu, nước lớn có thể là sóng biển nó dập vô. Mấy cái bờ sắt này xét hết trơn, bãi biển mà đâu có xài, đâu có xài sắt được nè. Giờ phải là sóng nó đánh rồi, ba một mũ nó dính nè, vậy là sóng cao lên tới đây luôn á anh em. Sóng nó cao lên tới tầm này luôn, tới bờ đê nè, đây xuống nó cách chắc cả 5 mét. Chiều cao á.